Đón xem Đứa Cháu Nhà Tài Phiệt lúc 21 giờ thứ hai đến thứ sáu trên TodayTV. Nếu như có ai dám hé một lời nào với đám phóng viên đó thì hãy coi chừng thôi. Aga, Aga, cô ta muốn làm gì vậy? Chúng tôi đang cố hỗ trợ mọi người đây. Xin mọi người hãy giữ trật tự. Vậy là sao chứ? Đừng để chúng tôi phải khó xử như vậy. Đặt bối quá. Có người đang tới kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Cô Damla, ba cô cũng đã bị bắt gặp khi ông rời khỏi đồn cảnh sát. Có phải chú rể bị bắt cóc hay không? Mà chị vợ là kẻ bắt cóc đúng không? Chị vợ? Chị vợ là ai vậy? Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Anh chờ tôi chút thanh tra. Chị vợ của anh tôi hả? Hình như còn cách gọi khác như là chị của cô dâu hay gì đó. Đưa con bé đi đi, trước khi bà cho tên tuổi nó lên tiêu đề bản tin vụ án mạng. Alo thanh tra. Mọi người chụp cẩn thận, đừng để bị chói sáng đó. Chuyện gì vậy? Các người không muốn tôi kiện đúng không? Chụp góc bên này đi. Tại sao chị vợ lại bắt cóc chú rể? Do tình yêu bị cấm đoán hay sao? Tình yêu nào của chúng tôi cũng bị cấm đoán. Có đúng là anh trai cô đã ngoại tình với chị vợ không cô? Vấn đề giữa anh trai tôi và chị vợ của anh ấy thực ra là... Anh Chen, anh Chen, anh muốn nói gì đi? Anh Chen, cô dâu đang ở đâu vậy? Nói lời đi. Em đang làm cái gì vậy? Em cố tình đổi chủ đề của họ thôi. Bà không hài lòng với chuyện này đâu Damla. Anh Chen hả? Thêm một câu nữa thôi. Ông chủ của chúng tôi sẽ tổ chức họp báo sau mà. Xin lỗi mọi người. Các bạn phóng viên, xin phép được nói, ba của tôi sẽ sớm đưa ra giải thích cần thiết cùng với luật sư. Vậy được chưa? Anh Chen hả? Anh Chen là vậy không? Tình hình hiện tại không? Anh Chen này. Con gái tôi đã đi theo ma quỷ rồi chị Zerife. Tôi rối quá không biết phải gọi cho ai, phải nhờ ai giúp đỡ nữa. Coi như là tôi xin chị, nếu con gái tôi có tới hay chị có thông tin gì về nó thì gọi cho tôi trước có được không? Tôi xin chị đó Zerife, gọi cho tôi trước khi cảnh sát tới đó nha, tôi cầu xin chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Ngoài sân đầy phóng viên, bọn họ gần như muốn xông vào biệt thự luôn rồi. Không biết sẽ chuyển biến tốt hay xấu hơn đây. Nếu như còn để mẹ thấy còn nói chuyện với phóng viên lần nữa. Nè, cô đi đâu vậy hả? Sau tất cả những chuyện ồn ào đó, chúng tôi muốn xuất hiện theo Maga. Đi đi. Mình đi thôi con. Đi qua bên đó, rút hết nỗi lòng của mình đi. Đứa cháu gái của tôi đã rất đau lòng trong đám cưới của nó rồi. Nó có quyền lên tiếng. Với tư cách là vợ của chú rể và là mẹ của con cậu ấy, cháu gái của tôi có quyền lên tiếng. Vì tôi là người lớn nhất ở trong nhà. Không ai được phép bước ra ngoài cho tới khi nào luật sư riêng của tôi tới đây. Không ai ngoại trừ tôi được phép lên tiếng với cánh truyền thông. Nếu như có ai dám hé một lời nào với đám phóng viên đó thì hãy coi chừng thôi. Aga, Aga, cô ta muốn làm gì vậy? Chúng tôi đang cố hỗ trợ mọi người đây. Xin mọi người hãy giữ trật tự. Vậy là sao chứ? Đừng để chúng tôi phải khó xử như vậy. Đặt bối quá. Có người đang tới kìa. Mà là ai trong gia đình này vậy? Đưa cho tôi. Cemre, con nghe mẹ nói cho rõ đi. Nghe lời mẹ đi con. Quay lại đi Cemre. Mẹ cầu xin con đó. Quay lại đi con gái.